Giờ con gái thiếu gì mà yêu chuyện chi. Yeah. Chưa giờ có một người yêu nào cầm tay chị dẫn đi trên thảm cỏ xanh như thế Dạ nào chưa. chưa? À, chưa hả? Lần đầu tiên có Phú. Bạn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai. Thôi mất cả không hát Làm hát lại cái đàng hoàng một câu đó hay rồi, thì sắp hết rồi. Hay 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 không? Rồi làm lại ha. Chị ở đâu? Ở trong này hả? Đây là nhà ai em đây chị? À nhà cháu. Hello. Chào em. Bắt tay. Chào chị Út là à. Chị Tam đúng không ạ? Tám ạ. Tám hả? Dạ. À, xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, hôm nay mình gặp một nhân vật cực kỳ đặc biệt, đó là chị Tám. Buổi sáng nay chị Tám liên lạc với kênh Độc Lạ Bình Dương và muốn làm quen với Huy và Ly. Tám. 84 cm. Dạ. Chị Tám năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chị 46 tuổi. 46 hả? Còn con cháu là bao nhiêu? Dạ em 31 tuổi. 31 hả? Dạ là cháu của chị. Em có chồng chưa? Dạ có rồi. Vậy hả? Chắc chồng có một con hả? Phú có sợ gì mà tiếc chứ. Cái này nè, nó là nghề thủ công nên nó hơi dạ. Tỉ mỉ phải làm. cần sự tỉ mỉ không? Để chị làm chưa? À, đất sét. Đúng rồi, cái này hoàn toàn bằng đất không á. Đất này là đất của Nhật Bản á, làm không có dính tay. Cái đây là chị Tám đang tập làm ở đây. Dạ. Cái này lạ quá ta. Dạ đây là hoa đất ạ, hoa đất sét ạ. Hoa đất sét. Dạ. Tức là từ đất sét làm ra cái hoa này luôn. Dạ đúng rồi ạ. Ví dụ như cái này là mình bán một cái chậu hoa như thế này là bao nhiêu? Bao nhiêu hiền nhỉ? À, cái này khoảng 20 ngàn thôi. Cái này 20 ngàn. Dạ. Được rồi, cái này lên kênh Độc Lạ Bình Dương giới thiệu là đắt hàng lắm á. Đây là cái na hồ điệp mà bây giờ mình cũng thể làm được như thế này rồi. Nó là đang đây, cái này là mã vàng á. Vàng là vàng lá, vàng ý á. Dạ. Anh hỏi thăm tí là về cái công nghệ mà dát vàng này, tức là mình dát vàng là bằng bằng cái gì? Cái vàng này là vàng ý anh ạ, nó cũng là vàng thiệt luôn. Ồ vậy hả? Dạ, đúng rồi. Cái này vàng lá thôi nè. Nên là giá trị của nó rất là cao. Wow. Ví dụ như là anh muốn dát vàng vàng ta của mình cũng được luôn. À, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Dạ. Sao chị Tám 2 mét không? Nào giờ là có ai chở đi chơi vậy chưa? Dạ. Ở đây dĩa mặt son rồi nữa ha. Cảm ơn anh. Có quên đi. Lại giờ có thấy đâu. Anh đi thấy ông lên tí. Anh ngồi dưới này nha. Chết rồi, chết rồi. Đây nè, bây giờ có nhân vật tí hơn hơn đó. Dạ, già dữ ha. Dạ. Cherry đây là em nhập từ đâu? Cherry đang là người Mỹ anh ạ. À, từ Mỹ hả? Trái kiwi của New Zealand. À, ký bao nhiêu hiện? Một ký thì là 145.000. Yeah. Em bán trái cây thì rẻ lắm. Thì nếu mà so mặt bằng thì em bán hơi rẻ luôn á. À. Ở đây em thì đang số bán trái cây nhập khẩu thôi. Ví dụ như là vô mùa sầu riêng thì bán sầu riêng. À. Còn lại là chỉ có bán nhập khẩu thôi, táo, lê, cam, quýt rồi cherry, bán theo mùa. Hy vọng các bạn ghé đây ủng hộ nha. À, kính thưa các bạn, chị Tám vừa được Phú chở từ Biên Hòa qua công ty Độc Lạ Việt Nam của Phú. Thì bây giờ Phú sẽ chở chị Tám đi một vòng quanh cái khu mà Phú sống nha. Em quay luôn hả? Ừ, em quay luôn, bấm rồi chưa? Bấm chưa? Đi du lịch ha. Đi du lịch. Du lịch thôi, không phải du lịch. Yên bình, mát mẻ. Để nhà theo chân ba anh em chị em nha. Còn Huy nó chạy. Từ từ thôi, đá đâu. Nhà nghe đi mà. Ờ, đâu mà xong á. Chị năm nay 44 tuổi, 45 tuổi. Ừ. Nếu mà kể cả tới mỗi 46. Ừ. Còn không là nếu mà tròn 45 thì sinh năm 75. Ừ. Chị năm nay cao thì có 84 cân hả? Ừ. Nặng chưa được 14kg. Nhà chị thì được 8 anh chị em. Bố mẹ bây giờ mất rồi. Yeah. Chị ở với anh trai thứ 7. Yeah.
Còn bây giờ chị vào trong nhà cháu á, trong Đồng Nai chơi thì tình cờ thấy Phú đăng nhiều video á, chị muốn ghé thăm. Rồi Phú đã nên đón chị xuống chơi. Xưa giờ thì mình làm công việc chính là gì chị? Chị ở nhà khuôn nón. Làm ra những chiếc nón lá đó hả? Dạ đúng rồi. Làm nón lá, còn bây giờ là đang là vào làm hoa đất như hôm qua Phú đăng đăng á. Làm thì cũng thuộc bài rồi nhưng mà nó chưa đẹp. Mong Phú tạo điều kiện để chị làm rồi quảng bá sản phẩm cho chị ha. Xưa giờ đó chị, thì chị đi nhiều nơi chưa và chị có gặp ai mà thấp hơn mình không? Dạ không ạ, đi cũng nhiều nơi rồi, Cao Bằng với Bắc Cạn với lại nói chung là cũng nhiều. Như Sài Gòn thì mới được xuống có một lần xuống sân bay thôi, còn như Huế, Đà Nẵng với lại nói chung là chị cũng đi nhiều, không có ai giống chị hết ạ. Có mấy bé mini thì nó ít tuổi. Em thì cũng cũng gặp và biết là nhiều người tí hon rồi, nhưng mà chỉ có hai người thôi, hai người đó là Cao Rẽ và Ly á, thì em thấy là thấp hơn chị. Nhưng mà hai bạn đó thì còn ít tuổi. Hai bạn đó thì có thể là còn cao lên được ha. Còn chị năm nay là 46 tuổi rồi, là giống như là cái tuổi là cũng ngưng phát triển về chiều cao rồi. Chị hết lớn rồi. Từ cái khi nào, từ năm mấy tuổi là chị thấy mình là ngừng phát triển? Chị thì sinh ra đã nhỏ rồi. Đúng rồi, nhưng mà chị nơi lúc nào cũng như thế mà, không có lớn rồi. Từ năm chị đi, bắt đầu đi học đến bây giờ là không, lúc chị biết đến giờ là không có lớn nữa. Xưa giờ có anh nào ngỏ lời thương chị chưa? Chưa, vì thời đại nó mới tiến lên thì mới có điện thoại á. Thì chị cũng ra nhờ người ngoài xã hội nhưng mà không ra nhờ như chị. Nhắn tin trên mạng thì cũng có nhiều nhưng mà không ai hỏi lấy hết. Không ai hỏi lấy hả? Đúng rồi, tán tỉnh thì cũng có nhưng mà không ai yêu á. Nói chung là chỉ nói vui chuyện. Tức là người ta tán, người ta nói đùa đùa thôi chứ cũng chưa ai thật lòng với mình hả chị? Nói chung là người ta cũng giỡn nhưng mà mình cũng kể là mình nhỏ như vậy á. Mình không có muốn lấy ai hết á. Người ta cũng nói là về tâm sự với này cho vui, nhưng người ta cũng bị khuyết tật á. Người ta bị nghiệp á. Người ta không có muốn có con, người ta không có con, chứ không bảo không. Vì nếu mà đi mà xây dựng là phải lo nhiều thứ. Bố mẹ người ta, anh em họ hàng, còn mình không đảm đang được những việc đó. Em coi cái tay của chị, sao cái chỗ đây nó cong dữ à? Cái tay này nó chỉ bị ngã, bị té. Bị té hả? Dạ, trước hai tay nó bằng nhau á. Bị té, bó bột. Đúng rồi, tại em thấy là bên này nó thẳng, bên này cong. Bên này cũng dài hơn, bên này nó cong tự nhiên nó nhỏ đi mà. Nó không có bình thường. Thôi em vô đây đưa máy cho anh. Giờ cái tay của em với cái tay của chị Tám anh xem coi. Cũng gần gần bằng nhau. Đưa cái bàn tay coi, bàn tay kìa. Bàn tay chị Tám. Bàn tay chị Tám dài hơn. Dài hơn mà nhiều tuổi rồi cho nên không được đẹp bằng Huy. Không có cái những cái nếp nhăn này em lại thích hơn so với không có nếp nhăn. Tay quỳ không có nếp nhăn xấu. Trời ơi đẹp nè. Cái nhăn này là theo thời gian á. Nay cái Huy mình đánh như chị chắc cũng thế. Đúng không? Trời ơi, người phụ nữ 46 tuổi mà mang dép gì đây trời? Dép này là gì? Dép này dép em bé. Dép này dép của... em bé hết à? Quần áo, giày mũ hết á. Cái mũ này là cũng chị phải khâu bớt rồi. Khâu bớt vào hả? Bên đó. Nhưng như thế này á, chị khâu bên trong á, bên ngoài hết rồi. Chắc nó tròn vài luôn. Nhưng mà chị không có đổi được á. Chị thấy mặc áo em bé mà phải là áo em bé xịt tinh lắm nha nè. Áo này là chị trực tiếp đi mua luôn. Dạ đúng rồi, quần áo nó chị toàn đi mua, không ai mua được á. Hát thử một chút không? Thế chị bị hát về bài duyên phận á. Rồi phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai. Thôi mất cả không hát nữa. Làm hát lại cái đàng hoàng một câu đó hay rồi, sắp hết rồi. Hay không? Rồi làm lại ha. Rồi làm lại. Thôi cấm cơ ở đây á, mất cả. Đâu mất cỡ, có ba người mà mất cỡ vậy. Hát lại nha. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai,
Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên. Lòng cơ mong em đổ biến cho yên một bóng thuyền. Nửa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sơ ba lời khuyên. Thôi không hát từng dễ thương quá tay ha. Nếu mà phải cấm mic với cái nhạc á thì mình nghe nhạc mình hát thì nó chuẩn nhạc hơn. Mình đi dạo dạo tí. Dạ. Xưa giờ có một người yêu nào cầm tay chị dẫn đi trên thảm cỏ xanh như thế dạ này chưa? Dạ chưa. Lần đầu tiên gặp Phú. Em là chị cứ xem là giống như là em trai ha. Dạ. Nhưng mà lỡ lên kênh Độc Lạ Bình Dương rồi tự nhiên có một anh tới ngỏ lời yêu thì tính sao? Không dám. Không dám à? Cái yêu thiệt cũng không, thôi ở vậy cho nó khỏe. Đâu đâu cái cuộc sống bên này anh mình thì nếu mà yêu thì cũng phải đáp ứng nhiều thứ á. Cho nên không dám. À, không yêu. Bao giờ mà nghĩ tới luôn. À tức là yêu là phải đúng. Đáp ứng những đòi hỏi của người yêu à? Chị không phải, kể cả mà gia đình, người anh em, họ hàng hoặc công việc. Mình đâu có phải thể là tự mà làm theo ý mình như ở nhà được đâu đúng không? Rồi ngồi chỗ đây chị, ngồi chỗ đây, chị ngồi đây, chị ngồi đây coi. Như bây giờ mà thả chị chợ chắc là ai cũng không biết là chị là bằng nào tuổi nữa. À, nếu mình đi chợ nó không ai biết mà. Như đi trên xe hay máy bay á, họ bảo chứ, bố bé nào kia mà sao mẹ đâu không bế. Để đi một mình vậy trời. Đang bảo em á, em chị cho em xuống sân bay được không? Nên là chị tiếp viên bế xuống và chị cho em thì hẳn lên xe đi. Được cái chị cũng tốt bụng với vui á. Trong này vừa đi vừa hỏi chuyện. Đây là xe của mấy em bé này chị đi được không? Không, chị không đi. Cái này rồi đâu, nhưng mà chị thử dắt thử được không? Chị dắt thử được không? Dắt thì dắt được. Ừ. Dắt được nhé. À. Dắt được. Dắt, ngon. Dắt được nhưng mà đi không được hả? Dạ, tại nó cao á. Dạ. Đem lại trên đó nè. Sao mà không dám đi xa? Kiểu mình chị thì chân hơi yếu á. À. Không đi được xa chị. Nghĩa là đi gần thì như quanh sống mình á thì cũng đi được. Đi được chỗ khác thì xa không dám đi. Ừ. Nhưng mà hồi nãy chị nói là cũng từng có anh mà giống như là ngỏ lời với mình đó, nhưng mà em không hiểu chị, là anh ngỏ lời như thế nào. Chị dẫn thôi, bảo như bạn là làm bạn hoặc là làm vợ, nhưng mà chị bảo không. Chị bảo nhiều con gái thiếu gì mà yêu chị làm chi. Và chị chị nhỏ quá, không làm vợ không làm mẹ được á. Thì anh kiếm người khác, còn anh em mình thì chính vẫn là bạn bè trên Facebook thôi. Không có dám tới. Chị nói người ta là tôi không thể làm vợ, không thể làm mẹ, không. Tôi chỉ sẽ là bạn bé hả? Vậy là có người cá mà giấu. Giấu tới thì người ta không biết mình như Huy á, trong hình chị thấy to lắm luôn á. Nhưng mà ra gặp nhỏ xíu à. Như chị cũng vậy, chị đang hình á. Ai không biết là chị được tầm 15, 18, 20 kg luôn á. Nhưng mà chưa được 14 kg ha. Dạ. Mẹ chị bị bệnh ung thư á. Mất năm nay là 16 năm rồi đó. 16 năm rồi. Hồi ba mẹ còn sống chắc là chị là con gái Úc là được kinh không, không cho làm gì hả? Dạ. Thì cũng chỉ quét sân quét nhà vậy thôi. Dạ. Làm cái gì mà để đấy. Làm cho, làm cái gì. Đi khâu nón đi. Đi không. Đi chơi nhé cả nhà. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.